đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Trấn Thành tiết lộ về quá khứ khốn khó và ước mơ thực hiện điều này nếu có nhiều tiền. Trấn Thành chia sẻ sau khi kết thúc quá trình quảng bá cho bố già, anh sẽ đi từ thiện để cảm ơn mọi người ủng hộ mình nhiều đến như vậy. Anh cũng nhận định thêm, bản thân thích cách sống của Bill Gates và nếu giàu sẽ lo cho nhiều người hơn. Mới đây khi trao đổi với báo chí, Trấn Thành tiết lộ bản thân cảm thấy bất ngờ khi phim Bố già liên tiếp đạt nhiều kỷ lục. Được mọi người ủng hộ, anh đã xúc động nói với bà xã. Tôi nói với vợ, mình phải tìm cách nào sau phim này đi từ thiện thật nhiều, giúp đỡ cho người ta thật nhiều, bởi tôi nghĩ nếu sống không biết san sẻ thì không biết sống cho ai. Anh cũng khẳng định sau khi phim kết thúc sẽ đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Trấn Thành mà giàu sẽ lo cho rất nhiều người. Tôi thích cách sống của Bill Gates. Tôi sẽ tìm cách để giống ông ấy, kiếm tiền giỏi và cho đi thật nhiều. Phải thật giàu bởi vì tôi ghét nghèo. Tôi đã từng nghèo và sợ không muốn quay lại điều đó. Chia sẻ của nam danh hài nhận về sự đồng thuận lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người cho rằng anh đã làm rất tốt, nên thành quả này hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, dự định từ thiện của anh rất đáng khen. Mong rằng không chỉ Trấn Thành mà nhiều người nổi tiếng sẽ tích cực đóng góp cho cộng đồng hơn nữa. Tuy nhiên bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đã nổ ra tranh cãi về nhận định Trấn Thành từng khét và sợ nghèo, không muốn quay lại điều đó. Họ cho rằng điều này là hiển nhiên. Liệu có ai mà lại thích cơ chứ? Một hành động đáng khen, được khán giả ủng hộ, giờ đi từ thiện quả là cũng hợp lý thôi. Ôi, anh ơi, ai mà không sợ nghèo, anh nói điều hiển nhiên vậy. Nghèo là điều mà ai cũng ghét và ai cũng sợ anh ạ, anh nói như không ấy. Bố già thực sự rất hay và đáng xem, thành công là do anh nỗ lực và quá tài giỏi. Được biết trước đây khi chưa nổi tiếng, Trấn Thành có một tuổi thơ cơ cực vì gia đình không có điều kiện. Bố anh làm công việc bình thường với bươn chải để nuôi các con ăn học. Thậm chí anh từng tiết lộ rằng, gia đình phải trải qua thời gian phá sản, đến nhà dì ruột để ở nhờ. Đến khi lên lớp 10, Trấn Thành đã cố gắng rất nhiều, tự lực kiếm tiền nên bố mẹ không còn phải vất vả. Trấn Thành là một nghệ sĩ đa tài, thành công ở nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy không quá lạ khi anh sở hữu số tài sản đồ sộ, hiếm ai trong showbiz sánh kịp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.